Vườn xứ Ngô Gia chào cô chú quý chị ngày 27 tháng 6 năm 2024. Thì hôm nay em lại tiếp tục đăng quán lô xứ hạt giống Thái nha quý chị. Quý chị mình chọn lựa được cây nào thì vui lòng gọi cho em theo số điện thoại 0916256522. Thì như thường lệ đơn hàng 200 ngàn em cũng sẽ gửi kèm cho quý chị mình có thuốc ít rễ ha. Bên em thì giao hàng về Nam Post nha, bên người mua trả tiền ship dùm em nha. Đối với cây lớn thì em sẽ nhổ ra nha quý chị, còn cây nhỏ em sẽ gỡ vào đất ra bớt rồi em sẽ đóng nguyên bầu cho quý chị nha. Rồi cây số 1. Cây số 1 là cây hoa cũng đẹp nha quý chị. Trắng đỏ ha. Xe bông gọn gọn cũng rất dễ cưng, cánh hoa dày. Cây phân tàn tốt, củ to ha, bằng cùm giò. Rồi cây số 1 này là giá 50. Số 1 giá 50 nha. Cây số 2. Cây số 2 là cây trắng tinh, cánh hoa dày, trắng hồng vàng nha. Cây phân tàn rất là tốt. Củ này là to ha, củ này to đùng luôn, to cả cùm giò em ha. Rồi cây số 2 phân tàn tốt, bộ lá đẹp luôn, cánh hoa dày, trắng tinh hồng vàng. Rồi số 2 này giá 70 nha quý anh chị. Số 2 giá 70 ha. Trắng thì nó bông rất là xiên bông nha. Rồi số 2 70. Cây số 3. Cây số 3 là cây hồng trắng đỏ ha, hai lớp, cánh hoa dày khuôn hoa tròn. Cây này thì rộ bông hết quý chị, cây này quý chị nuôi lớn rộ bông á. Cây này phân tàn cũng rất là tốt luôn nha, phân tàn rất là tốt, củ to cũng cả cùm giò ha, củ già hết rồi quý chị. Lứa này là khoảng 1 năm mấy 2 năm không nha. Rồi cây số 3 này là giá 70 nha quý chị, cây số 3 giá 70 ha. Số 3 giá 70, bông cũng rất là đẹp ha, số 3 giá 70. Rồi cây số 4 nha. Cây số 4 là cây trắng viền hồng, cây này hai lớp nha quý chị, cánh hoa dày, xe bông to, cây này bộ lá đẹp ha, bộ lá bóng đẹp, cây phân tàn cũng rất là tốt, củ to, củ già nha. Cây số 4 này là giá 100, số 4 giá 100 ha, số 4 giá 100. Rồi cây số 5, cây số 5 là cây hoa màu vàng, vàng trắng nha, vàng trắng, cánh trổ hơi dúng ha. Cây này phân tàn được 6 nhánh, củ to luôn. Rồi cái số 5 này giá 70 luôn nha. Vàng trắng 70. Cây số 6. Cây số 6 là dòng của hàng Đại Mỹ Nhân. Này là trắng hồng cánh sen nha, viền hồng cánh sen rất là đẹp luôn. Rõ nét ha. Cánh nhọn, cây này phân tàn được 2 4 nhánh nha. Rồi, cây này củ cũng to cả cầm tay ha. Củ già, cây số 6 này là giá 100, số 6 giá 100 nha quý anh chị. Tiếp tục là cây số 7. Cây số 7 là cây gân gân nền trắng nha. Cây gân gân nền trắng sai bông to. Cây này phân tàn được 4 5 nhánh, củ cũng to, to hơn cầm tay nha quý anh chị, cánh củ già ha. Rồi. Mấy cây này là dạng trồng mau lớn nè quý anh chị. Rồi cây số 7 này là giá, cây số 7 này là giá 70 nha, số 7 giá 70. Cây số 8. Cây số 8 là cây tím ha. Cây tím đỏ trắng. Tím đỏ trắng cánh hoa dày, hồng đen ha. Hồng đen. Cây phân tàn được 4 5 nhánh, củ này cũng cả cầm tay. Rồi cây số 8 này giá 100 nha. Cây số 8 này giá 100, mấy cây này quý anh chị nuôi lớn đã lắm nè. Năm cánh nhưng mà cánh rất là dày ha. Tím đỏ trắng. Rồi cây số 8 này là giá 100. Tiếp tục vào cây số 9 nha quý anh chị. Cây số 9 là cây cũng vàng vàng, hai lớp sọc hồng ha. Ở trong thì hồng đỏ nha quý anh chị. Trong hồng đỏ cây này thì phân đàn hai nhánh, củ cũng cỡ cầm tay trở lên ha. Cây số 9 này giá 70 luôn. Số 9 giá 70. Cánh rất là dày nha quý anh chị. Cánh rất là dày ha. Rồi tiếp tục là cây số 10. Cây số 10 là cây màu vàng. Vàng này cũng đậm nha quý anh chị. Cánh nhọn ha. Vàng cánh nhọn. Cây số 10. Cây số 10 này phân tàn được 5 nhánh nha, củ to cũng cỡ cầm tay trở lên ha. Cây số 10 này là giá 100, số 10 giá 100 luôn nha quý anh chị. 11. 11 là cây cũng hoa màu vàng, sọc đỏ tím nha. Màu vàng đậm. Có cái trong đây nó đỏ, ngoài đây nó tím. Rồi cái họng thì cũng đỏ tím luôn nha quý chị. Hoa rất là đẹp, cây này nuôi lớn nó rộ một cái là đẹp lắm luôn à. Vàng đỏ tím rất là đẹp ha. Rồi cây số 11 này là giá 150 ngàn nha quý chị.
150 ha, cây số 11, cây này nuôi lớn khỏi chê luôn. Vàng đỏ tím ha, cây số 11, cây này cũ to cũng cả cầm tay ăn lên ha, phân tàn tốt. Coi số 11 này giá 150, vàng đỏ tím rất là đẹp luôn. Chị coi thơm không? Thơm phức luôn. Cây số 11 này nó thơm luôn quý chị. Thơm phức luôn ha. Thơm mùi rất dễ chịu luôn. Rồi tiếp tục là cây số 12. Cây số 12 cũng là cây hoa màu vàng. Vàng này thì khuôn hoa tròn ha, khuôn hoa tròn, cây này bộ tán rất là đẹp. Cây này cũ thì nó có hồi đó nó có bị thẹo thẹo chuột cạp nha quý chị, nhưng mà liền rồi nha. Liền xanh rồi nè. Cũ to. Cái đế cũng đẹp nè quý chị, cái này là có thể mình tỉa rễ ra đẹp đó nha. Rồi cây số 12 này giá 100 luôn, do nó có thẹo nha, chứ bông này vàng này đẹp nè. Cây số 12 giá 100. Rồi tiếp tục là cây số 13. 13 cũng là cây hoa rất là đẹp, vàng tím ha, vàng tím hồng, sọc hồng. Ở trong đây là tím, hồng tím luôn, màu vàng. Rất là đẹp nha. Cây này nuôi lớn cũng hết chê luôn. Mấy cây này nuôi lớn thì nó đẹp lắm quý chị, nó làm cánh mà nó cánh hoa dày, màu sắc rất là đẹp luôn nha. Cây này phân tàn hai nhánh, củ to cũng cả cầm tay ăn lên ha. Cây số 13 này là giá 150 luôn nha quý chị. 150.000. Mấy cây này quý chị nuôi lớn là rất giá trị nha. Ba tông màu vàng, hồng và tím nha, vàng hồng tím. Bộ lá cũng đẹp luôn nè. Rồi cây số 13 này là giá 150. 14 nha. 14 là ăn cây màu đỏ. Sao đỏ nè. Sao đỏ ngoài đây là tím, cũng rất là đẹp nha quý chị. Cây này là đẹp nhưng mà sao bông nó sao bông trung bình lớn thôi nha. Sao bông trung bình lớn. Cây này cũng to. Ủa, cũng có hình ha. Chị quý anh chị mình nên tỉa mấy cái rễ này bỏ nha quý chị. Tỉa mấy rễ này bỏ ha. Cho cái cây mình cái củ nó đẹp. Rồi cây số 14 này là giá 70 luôn. 14 giá 70. Bông thì đẹp nhưng mà sao bông hơi nhỏ nha quý chị. 15. 15 là cây trắng hồng 3 lớp nha. Trổ cũng rất là đẹp. 3 lớp là 1 lớp, 2 lớp, 3 lớp. Trổ lớp ngoài bự nè, nhỏ nhỏ. Nhìn nó rất là đẹp nha. Rồi cây này phân tàn rất là tốt, củ to cũng tỏ cầm tàn lên ha. Cây số 15 này là giá 70 luôn. 15 giá 70. Rồi tiếp tục là cây số 16 là cây hoa rất là đẹp nha. Cây này là hồng, full hồng luôn, 3 lớp, sai bông rất là to. Sai bông rất là to ha. Này, sai bông rất là to. Hồng đẹp luôn quý chị. Thật khở luôn ha. Rồi cây hồng 3 lớp trổ bông rất là chuẩn luôn nè. Nụ cũng rất đẹp ha. Củ dáng lắc léo rồi rất đẹp luôn. Cây này nè. Củ ngon luôn ha. Rồi cây số 16 này là giá 150.000 nha quý chị. 150.000 ha. Mấy cây này phải nhổ ra nha. Bự á. Cây này bự nè. Rồi cây số 16 giá 150.000. Rồi cây số 17 là cây sứ VIP. Cây em chừa lại nè quý chị. Này nó cây này thuộc dạng cái đợt cây lớn nha. Cứ nhắc luôn. Cái bầu này là cái bầu 13. C13 là tương đương với cái chậu chậu 30, chậu chậu đỏ quý chị. Cái mặt chậu là khoảng mặt chậu là khoảng 4 tấc á nha quý chị, 3 tấc rưỡi 4 tấc vậy. Củ này là nó còn khúc dưới nữa nha. Cứ nhắc luôn nè. Cái chậu này củ này rất là to nha, một cái cọng này là bằng một cái củ ra nè. Củ này to lắm luôn. Đây hồi đó nó có một cái rễ nó nằm ngay chỗ này, du viên em cắt em bỏ nè quý anh chị ha. Nay nó liền rồi, nó đội ra gần bằng rồi. Củ rất là to ha. Cây này hồi đó là em để lại chơi nè quý anh chị, thấy cái xác cốt luôn ha. Đó, cây số 17, cây phân tàn rất là tốt. Cái dòng sao Noel nha, dòng sao Noel ở này là đỏ trắng. Đó, rắn cây này quý anh chị nuôi lớn nó nổi lắm ha. Rất là nổi luôn nè. Phân tàn rất là tốt. Củ này là một cọng của nó là bằng cầm tay được quý anh chị. Cọng này là bằng cầm tay ha. Cọng này lớn hơn cầm tay cầm giò nè. Và cái này là bự dữ nữa nè. Quý anh chị thấy rất là to. Nổi cái cổ nó không là cái vòng tay em không hết ha. Còn dưới đây thì bằng hai vòng tay rồi. Còn phần dưới đây nữa nha. Rồi cây này là giá 800.000 nha quý anh chị. Cây này quý anh chị về nào mà thích cái dòng sao Noel mà củ lớn này á, là mua cây này về mình trưng vô cái chậu đẹp là chơi luôn ha.
cả này là khỏi lo rồi. Rồi quý anh chị có thể cây này về mấy anh chị đôn lên khoảng 5 phân nữa được, 5 phân tát gì cũng được luôn, tại em thấy nó cứng dữ lắm luôn quý anh chị, nó cứng dữ lắm này nha, là cái rễ năng xuống tới đây là cũng này nó còn cao lắm luôn á. Rồi cây số 7 17 này là giá 800.000 nha quý anh chị, và cái này em sẽ nhổ ra nha. Mấy cây này quý anh chị cứ yên tâm, em sẽ nhổ ra làm kỹ cho quý anh chị, bỏ lại gì quý anh chị trồng vô cái chậu đẹp tết chơi ha. Cây này tàn tật nè, hai nhánh nè, 5 nhánh, 7 nhánh, mười mấy nhánh luôn rồi. Cái này quý chị mà hết một đợt nữa thôi là nó lên bích full tàn luôn rồi. Rồi cây số 17 này là giá 700.000. Rồi 800 nha quý chị, xin lỗi ha, nói chút và lộn xộn tùm lum luôn. Rồi cây số 17 này giá 800 nha quý chị. Rồi hôm nay em có 17 cây nha quý chị, chọn lựa được cây nào thì vui lòng gọi cho em theo số điện thoại 0916256522. Cảm ơn, chào tạm biệt quý chị.